Chào các bạn, mình lại tiếp tục đi nghiên cứu về cái phần 2 gọi là mặt đặc trưng hình học mặt cắt ngang đó. Mặt trưng học mặt cắt ngang là gì? Ví dụ mình có cái thanh thép, có thể là thanh đặc hoặc thanh rỗng, thì cái mặt cắt của nó mình nhìn thấy hình dạng có thể là chữ Y hoặc chữ U, hình tròn hoặc là hình chữ nhật. Thì tại sao người ta làm lại như vậy? Bởi vì tùy ứng với mỗi khả năng chịu lực khác nhau. Ở trong đây, trong hình này các bạn thấy mình có hai cái hình vẽ cũng từ một cái thanh thép lên các mặt cắt ngang của nó thế này nè, nhìn thấy bên ngoài là hình chữ nhật, một cái mình đưa thẳng bộ tường cho theo chiều dài này, rồi một cái trường hợp thứ hai mình quay cái thanh này hình lại một góc 90 độ để theo bên trời chiều dài theo bộ tường như vậy. Rồi hai cái thằng đỏ, màu đỏ này chính là cái hai lực đặt lên. Mình sẽ hỏi là các bạn là trường hợp nào chịu lực tốt nhất. Thì các bạn sẽ thấy là đâu đó trong nhà của mình hoặc trong phòng trọ mình đi học nữa, mình có trên cái sàn thì ít người, rất ít nhà chủ nhà trọ họ xây cái sàn bê tông mà họ lót cho mình những cái thanh thép hình dạng là như vậy chứ không phải là gì. Thì tại sao như vậy? Bởi vì người ta tính toán được mặt cắt ngang với những dạng mà lực để như vậy thì khả năng chịu lực trên phương thẳng đứng là tốt hơn rồi này, gọi là tránh đi cái độ biến dạng độ bóng, rồi phải đi tìm nên mình phải đi học đó. Người ta nói là sức chịu đựng của một thanh không chỉ phụ thuộc vào vật liệu mà còn tùy thuộc vào hình dạng của mặt cắt ngang cũng như phương của tải trọng của mặt cắt ngang đó. Rồi khảo sát đặc trưng hình học của mặt cắt ngang là một cái vấn đề quan trọng. Rồi muốn khảo sát thì mình phải đi tìm đầu tiên về định nghĩa về cái gọi là cái moment tĩnh. Rồi mình học cái moment nữa. Ở chủ đề trước mình học moment của một lực đối với một điểm, moment một lực đối với một trục, nó liên quan đến tên này không? Xin thưa là không. Moment này giống như tên gọi của các bạn nhẹ, tên đi học tên là tên nhẹ đây nè. Còn moment trước là moment của một lực đối với một trục là bằng tích số của lực nhân con vector d. Còn cái này không có. Moment tĩnh này chỉ có liên quan tới cái phần vật khảo sát nên là diện tích a, cũng như là cái tọa độ của nó như thế nào trong hệ, cũng như tọa độ mình ghép là định nghĩa mô minh tĩnh của một diện tích a đối với một trục x hay trục y là một biểu thức thể hiện rất tích phân. Ví dụ thì chữ quy x là mô minh tĩnh đối với trục x, quy y là mô minh tĩnh với trục y. Quy x thì bằng y nhân d a tích phân thêm toàn diện. D a là một phần tử rất là bé đây nè, còn a là một vật thể kẽ phần a theo xét mình cho cái thằng d a nó chạy hết vòng vòng trên cái A thì mình sẽ ra được cái tích phân. Một y của mình là giá trị này ha. Khoảng cách từ DE đến y theo phương ngang. Và tương tự như vậy mình có quy y cũng vậy ha. X nhân DE. Thì người ta nói là x y có thể là giá trị âm một dương hơn mô minh tĩnh có giá trị âm một dương. Vậy nếu mà cái hình của mình là vật thể A của mình đặt ở đây thì mình thấy là dấu dương, mà nếu mình cho nó đối xứng với dưới. Vậy thì giá trị x của mô minh tĩnh thì có chỉ trị dương mà giá trị y thì sẽ là âm rồi. Còn mình lấy hình này mình đối xứng, mình lấy hình chéo qua đây ha, thì sẽ giá trị theo con chảo mình là x âm, y cũng âm luôn. Rồi. Thứ nguyên của mô minh tĩnh là chiều dài mũ 3. Mình có đây à. DA là diện tích thì là đơn vị chiều dài bình phương. Còn y của mình là đơn vị chiều dài nhân chiều dài bình phương là đơn vị chiều dài mũ 3. Về tính chất của moment ha. Là moment tĩnh của hình phức tạp thì bằng tổng moment tĩnh của các thành phần. Giống như mình có hình phức tạp mình cộng theo giá trị của nó thôi. Với những moment đơn giản như hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác, mặt cắt, các loại thép, định hình các chữ Y, chữ U, thép góc đều cạnh, thép góc không đều cạnh, thì mình đã biết trước những cách rồi thì vị trí trọng tâm hoặc có thể tra theo cái bản trong phần phụ lục. Những sách này sẽ có phần phụ lục các bạn có thể tra được. Cho nên phải dễ dàng tính mô minh tĩnh các thành phức tạp. Mô minh tĩnh thì mình có là cộng lại các thành phần đúng theo trục x và trục y của nó. Giá trị là a của y, x của y, y của y là diện tích và tọa độ trọng tâm của hình đơn giản cứ y, còn n là số hình đơn giản đó. Còn số 2 mình là trọng tâm của tiếp diện. Trọng tâm của tiếp diện thì được tính như thế nào? Giống như phía trước đây mình đọc đó là trọng tâm của một vật thể như chữ C. Trọng tâm vật thể thì theo hơi độ không gian là XC bằng YC bằng YC bằng.
là tính theo khối lượng, B là tính theo diện tích, S ngược lại tính theo thể tích V. Thì trọng tâm của một tiếp diện là cái mặt cắt ngang đó thôi. Thì nó tính theo công thức như sau: xc bằng qx chia e bằng qy chia cho e đối với ic. Em là gì? Diện tích của cái tiếp diện đó, là diện tích của vật thể đó thì mặt cắt ngang. Qy qy mình là gì? Mình mới học vừa rồi đó, không bình tĩnh. Còn số 3 là moment quán tính đối với một trục. Moment quán tính đối với một trục là người ta xét một cái tấm có diện tích là a, moment quán tính của toàn bộ diện tích a quanh trục x hoặc trục y được định nghĩa. Vậy cái này mình chỉ biết là định nghĩa là công thức thôi, mình không có chưa có đưa vào ví dụ hay vậy. Y của x bằng tích phân trên diện tích a, y bình phương dE. Y của y bằng tích phân diện tích a x bình phương dA. Là cái dáng dấp gì đó nó có liên quan với hồi nãy này, chữ y của y đó. Nếu mình bỏ chữ bình phương đi thì mới gọi là y, mình bỏ chữ bình phương cái này thì có là y, đúng không? Người ta nhận xét là cái giá trị y nè, y của x là giá trị mô men quán tính với một trục là luôn luôn giá trị dương, bởi vì cho dù x âm hoặc là cho dù y âm, bình phương của giá trị đó là một số dương rồi. Tương tự ha, mình sẽ có là mô men quán tính đối với một cái điểm là y là chữ g0. G0 là bằng rờn phương nhân với dE. Thì rờn phương có nghĩa là x bình cộng y bình. Vậy nói là G0 là bằng y của x cộng y của y cho nó nhanh. Thứ nguyên của moment của moment tiếp diện. Moment tiếp diện của mình là chiều dài mũ 4. R bình phương nè. Chiều dài bình phương dE là bình phương nữa, chiều dài của mình. Vậy sẽ có là mét mũ 4 mm hoặc feet bộ in gì đó mũ 4 hết. Đây là cái bảng thể hiện cái moment quán tính một số hình đơn giản. Vì hình chữ nhật của mình thì moment quán tính nó với cái điểm C này. Là điểm có cái trục x phải với y phải á. Trục y phải phải nên mình là 1 phần 12 mét mũ 3. À, y của y phải là 1 phần 12 b. H mũ 3 còn đây là HB mũ 3 đó ha. Và còn cái phần cái này thì mình chưa cần thiết. Còn này là G của C, là moment quán tính với cái điểm C thôi á. Nó sẽ bằng hai giá trị này cộng lại. Y phải, xin lỗi, y quyết phải cộng y của y phải này. Rồi nếu mình tròn thì mình có y quyết cộng y của y bằng giá trị này. Rồi nếu mình bằng căn thì bằng giá trị này. Rồi tiếp theo là moment quán tính ly tâm. Moment quán tính ly tâm của một mặt cắt đối với trục xy thì được định nghĩa là biểu thức tích phân. Quán tính ly tâm là y của xy bằng x y nhân dE. Rồi nó cũng là mm mũ 4 hoặc đơn vị chiều dài mũ 4. Khi moment quán tính ly tâm đối với một trục rồi nó bằng không thì hệ trục đó nó sẽ có những đặc điểm như sau. Một, nó là hệ trục quán tính chính. Nếu hệ trục quán tính chính đi qua trọng tâm của mặt cắt thì gọi là hệ trục quán tính chính trung tâm. Cái mặt cắt mình vẽ ra cái đường giống hình chữ nhật á, vẽ ra điểm hai đường chéo là gọi là điểm tâm. Và từ điểm tâm đó mình kéo theo phương ngang, kéo theo phương lớn thì điểm tâm đó gọi là trục x trục y là hệ trục quán tính trung tâm đó. Hai, tại bất kỳ điểm nào trên mặt phẳng của mặt cắt ta cũng có thể xác định được một hệ trục quán tính trung tâm. Tại bất kỳ một cái điểm nào ha trên mặt phẳng thì cũng xác định vì nhờ cái thì bằng không này nè. Ba, nếu mặt cắt có một trục đối xứng thì bất kỳ trục nào vuông góc với mặt vuông góc với trục đối xứng đó cũng lập thành với nó một hệ trục quán tính chính. Đó là ba cái mở rộng của cái mô men quán tính chính chúng ta. Còn tiếp theo đó là hệ trục quán chính chính trung tâm thì người ta định nghĩa đây nè. Một hệ tọa độ có mô men quán tính ly tâm đối với hệ trục đó mà không được gọi là hệ trục quán tính chính trung tâm. Hệ trục quán tính chính trung tâm chỉ có giá trị qx bằng không, mô men tĩnh bằng không, mô men tĩnh theo trục x trục y bằng không và mô men quán tính của nó bằng không ha. Khái niệm tiếp theo mình cần trình bày đó là bán kính quán tính với lại mô men cản. Bán kính quán tính thì thông thường mình học bán kính là chữ R ha, nhưng mà giờ ký hiệu nó khác chứ cái x và cao mặt hai của y chia cho e. Y chia là gì mình mới học vừa rồi đó. Tương tự có cái y là cái o. Bán kính quán tính đối với một trục thì được gọi là bán kính quán tính chính, có thứ gì hai là mô men cản, còn gọi là mô men chống uốn. Đó thực sự là một cái tỷ số ha, thực hiện tiếp chia thôi. Đó là tỷ số giữa mô men quán tính
đối với trục đó về khoảng cách từ lớp C nhất của cái diện đối với trục đó. Đó là cái diện mô men kẽm, mô men chống uốn là SX hoặc SI bằng công thức này. Thì có trường hợp cụ thể là hình chữ nhật thì bằng BH bình phương chia 6, hoặc là hình chữ nhật theo trục Y là H bình phương chia 6 này, hoặc là vận căn của mình công thức ở đây. Mà những công thức này nè, các bạn có thể lạp thành một cái bảng trong tờ giấy mình chép lại, sau này mình đi thi mình lấy cho mình xem, mình cho phép các bạn tham khảo mình thức thời của mình nhiều bạn không nhớ. Còn C là mô men cản với một điểm. Mô men cản còn hay gọi là mô men chống xoắn. Mô men chống xoắn ký hiệu là SB bằng GB chia cho rho. Đó là tỷ số giữa mô men độc cực và khoảng cách từ lớp C nhất của cái diện đối với điểm. Như cái công thức thôi, khi nào làm bài tập mình sẽ thấy là họ tính như thế nào, ý nghĩa là. Còn tiếp là công thức giờ trục. Giờ trục là gì? Ví dụ mình có một cái hình phẳng có diện tích là A, trọng tâm của hình phẳng là tại C. Trên trọng tâm đó người ta kể hai cái trục, x phẩy và y phẩy cũng có. Rồi bây giờ mình có bên ngoài cái hình phẳng đó mình vẽ một trục xy theo cho x phẩy này nó song song với lại trục x và cũng như là y phẩy song song trục y. Thì cái điểm C mình nó cách điểm O theo phương ngang là chữ dx. Và điểm C nó cách điểm O theo phương đứng là chữ dy. Vậy thì bây giờ mình sẽ thực hiện cái phép về trục là đi từ dời cái điểm C này về O như thế nào. Thì người ta có công thức đây thôi, mình không chứng minh cũng không biết, mình chỉ áp dụng thôi. Mô men quán tính của cái diện của một vật với một trục nào đó thì bằng tổng mô men quán tính của nó đối với trục song song và đi qua trọng tâm của tiết diện về tích diện tích của tiết diện với bình phương khoảng cách giờ trục ấy. Như vậy mình có trục x là nằm ngang bên ngoài nè thì nó song song trục x phải. Mô men quán tính của y của trục x này dời về thì bằng ban đầu y của x là qua c đây cộng với a, a là diện của toàn bộ cái hình phẳng đó nhân với lại dy bình phương. Dy là khoảng cách từ điểm C này xuống điểm O và tính theo phương thẳng đứng gọi là dy. Tương tự mình có y của y về y của xy ha. Thì ở trong cái bảng dưới này các em sẽ thấy đó là đầu tiên cái hình của mình là hình chữ nhật này, thì mô men quán tính hình chữ nhật theo trục x phẩy với lại theo trục y phẩy nó sẽ bằng 1/12 h/3, hoặc là y của y phẩy là 1/2 h/3. Bây giờ mình dời cái thằng nó xuống trục x, trục x phải dời xuống trục x như thế nào thì mình có chiều cao h đây, thì như vậy từ một nửa của nó là h trên 2, còn thế số này vô bằng cộng lại 1/12 b/3 cộng với lại a, a là diện tích của hình phẳng đây nè, là b nhân với h nhân với dy, dy theo phương ngang của mình nè, dy là chỗ này là h trên 2 tất cả bình phương thì mình sẽ ra được cái trị này. Tương tự vậy mình sẽ làm được cái trị này. Đây là cái ví dụ. Mình hãy đi xác định mô men quán tính của một tấm phẳng ở hình B chấm 9 này quanh trục x. X mình ở đây nha. Rồi. Thì mình để ý dùm cái công thức mô men quán tính đó, thì nó chỉ có mô men quán tính đối với hình chữ nhật hoặc mô men quán hình tròn tại điểm tâm đó thôi. Vậy nó muốn đưa xuống trục x. Vậy thì mình áp dụng công thức giờ trục của mình này, giờ trục này đi của x với y phải đó. Thì ban đầu mình thấy là cái hình phẳng của mình nó đang bị lủng lỗ với trâu hình tròn, vậy mình suy nghĩ là đầu tiên mình lấy cái hình phẳng hình nhật trước, sau đó mình trừ cái hình tròn đi. Vậy mình làm như thế nào? Nên mình sẽ nhận xét tấm phẳng có thể được phân tích thành một hình chữ nhật trừ đi hình tròn như mô tả. Xác định mô men quán tính bằng cách sử dụng định lý dời trục tọa độ như sau. Đối với hình tròn mình dùng công thức. Vậy mình nhìn kỹ, y của x đối với hình tròn bằng y của x phẩy 1/4b nhân với 25 bình phương. 25 bình phương là cái gì? 1/4b r phương đó. Cộng với a, a của mình là bằng b r phương đây. D bình phương là gì? 75. 75 ở đâu? Khoảng cách từ cái trục x này lên cái tâm điểm O của hình tròn đó. Từ điểm O đi xuống này là 75. Đây cái chuyện này. Còn ở đâu có 1/4b r vuốt này thì mình lặp lại thôi. Cái bảng tóm tắt thì mình sẽ thấy mình muốn tính đối với hình tròn là bao nhiêu, 1/4b r phương, b r vuốt.
cũng tự nhiên lúc mình sinh nhật của mình nè, trục của mình đang ở đây, mình muốn xuống giờ trục cái này, nhưng mà cách nhau là 75, những cái DI của mình nó giá trị là 75 đây, giờ Y của X là bằng nhiêu, 1/12 BH mũ 3, B của mình nằm ngang là 100, của mình thẳng đứng là 150, 100 nhân 150 mũ 3, A của mình là diện tích hình chữ nhật, cạnh nhân cạnh, 100 nhân 150, 75 là khoảng cách từ cái tâm của hình chữ nhật đi xuống chỗ X. Đây đây, rồi cuối cùng mình lấy hình chữ nhật điểm trừ cho hình tròn này, để xong. Tương tự, mình sẽ xét cái biểu số 2 này thế này. Xác định moment của tuyến quay quanh trục X mà cắt các cái diện hình chữ Y của một cái dầm, một cái diện dầm mình là cái mặt cắt hình chữ Y này đó, thì mình sẽ nhận xét như vậy nè. Cái mặt cắt chữ Y của mình đó, thực ra nó là một hình chữ nhật à, có cái thước là 200 × 400 và đi trừ đi hai cái thằng diện tích nhỏ hơn, hai hình chữ nhật nhỏ hơn, có diện tích là một cạnh là 75, cạnh còn lại là 300, trừ hai lần cái thằng đó thì ra được hình chữ Y đó. Đó là cái nhận xét mình sẽ áp dụng. Ta thấy cái diện chữ Y được hình thành từ một hình chữ nhật có kích thước 200 × 400 trừ đi hai hình chữ nhật nhỏ có kích thước 75 × 300. Vì đó moment quán tính của cái diện chữ Y quanh trục X sẽ được xác định bằng cách lấy moment quán tính hình chữ nhật lớn mà trừ đi moment quán tính của hình chữ nhật hai lần hình chữ nhật nhỏ, thế vô hình chữ nhật là cứ 1/2 BH mũ 3, 1/2 BH mũ 3 này nhân với trị 2 là 2 hình chữ nhật, số 2 này là 2 hình chữ nhật. Rồi.